Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi mùi chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Về cơ bản thì vận trình của người tuổi Mùi khá bình ổn trong tháng 6 âm lịch này. Tuy nhiên, chính vì ổn định như vậy nên bạn lại càng cần phải tự tìm ra động lực cho mình để bứt phá vươn lên, đạt được thành tích đã đặt ra từ trước. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm dưỡng, bản mệnh luôn cần cù, chăm chỉ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, khiến cấp trên hài lòng và đồng nghiệp yêu mến. Bạn cần nuôi tham vọng lớn lao hơn, chớ nên bằng lòng với thực tại nếu không muốn bị mọi người vượt qua hãy tin tưởng vào chính bản thân mình để có thể dũng cảm đứng ra nhận thêm trách nhiệm. Càng tiếp xúc với nhiều nhiệm vụ khó khăn, bạn càng trưởng thành nhanh chóng. Xem tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi mùi âm lịch, phương diện tài lộc chưa có nhiều dấu hiệu phát triển quá rõ ràng, song bạn có thể an tâm rằng mình luôn đủ ăn đủ tiêu. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình thì bạn không thiếu tiền lương, tiền thưởng người làm đầu tư kinh doanh có thể bắt đầu xúc tiến kế hoạch mình đã đặt ra từ trước tuy có thể bạn chưa nhận được lợi nhuận ngay lập tức nhưng tương lai thì rất đáng mong chờ tiếc rằng ngũ hành tương hình đem tới những tác động không mong muốn trong chuyện tình duyên cho bản mệnh bạn và người ấy có thể đang tồn tại những khúc mắc khó có thể giải quyết hai người cần học cách lắng nghe đối phương nhiều hơn và đặt mình vào vị thế của người ấy chớ nên ghen bóng ghen gió rồi nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi mùi âm lịch về phương diện sự nghiệp. Nguyệt lệnh lâm dưỡng là dấu hiệu cát lành cho sự nghiệp của người tuổi mùi. Bạn có một khoảng thời gian tràn đầy hy vọng, chỉ cần cố gắng, quyết tâm thì dễ gặt hái được thành quả đáng mơ ước. Thời điểm này, bạn luôn chăm chỉ, cẩn thận trong từng công việc mình làm, nhờ thế mà tránh được nhiều sai sót không đáng có. Bạn cũng luôn duy trì được sự nhiệt tình của mình mỗi ngày, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được phân công mà không hề có ý muốn thoái thác nhờ những biểu hiện xuất sắc trong công việc bạn sẽ được cấp trên tin tưởng và giao phó cho nhiều công việc quan trọng hãy tin tưởng hơn nữa vào bản thân mình dù gặp khó khăn đi nữa thì cũng chỉ cần bình tĩnh rồi bạn sẽ dần dần tìm ra cách giải quyết phù hợp muốn đạt được bước phát triển lớn lao hơn trong tháng này bạn cần cởi mở hơn trong tư duy đừng bó buộc bản thân trong những điều đã biết lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người sẽ giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn về các vấn đề mình gặp phải bạn cũng nên mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình để kết bạn thêm được với những người bạn, người đồng nghiệp tốt. Thông qua việc này, bạn cũng sẽ học hỏi được nhiều điều hay từ người khác để cải thiện bản thân mình. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi Mùi âm lịch về phương diện tài lộc. Theo tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi Mùi âm lịch, sự chăm chỉ cẩn thận sẽ giúp người tuổi Mùi có một nguồn tài chính ổn định và tăng tiến nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy bạn có thể thu được lợi nhuận từ những khoản đầu tư trước đó và từ những mối khách hàng quen thuộc bạn có thể mở rộng mạng lưới đầu tư kinh doanh của mình nhưng lợi nhuận chưa chắc đã thu được nhanh chóng như bạn nghĩ hãy cứ bình tĩnh chậm mà chắc chỉ cần bây giờ bạn bỏ công bỏ sức ra làm việc thì tương lai ắt sẽ gặt hái được thành quả như mong muốn với người làm công ăn lương bạn vẫn nhận được mức lương ổn định trong tháng này nếu không ngại nhận thêm nhiệm vụ mới, sẵn sàng làm ngoài giờ thì bạn còn có cơ hội được nhận thêm các khoản thưởng nóng hoặc phụ cấp. Nếu muốn tiếp tục cải thiện cuộc sống của mình và sắp xếp được thời gian hợp lý, bạn có thể nhận các công việc làm thêm. Chỉ cần không ngại bỏ công bỏ sức thì bạn ắt nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Những người trẻ tuổi muốn thử sức mình trong chuyện đầu tư kinh doanh thì chớ nên đưa ra những quyết định quá mức vội vã bạn nên dành thêm thời gian để học hỏi kiến thức tích lũy kinh nghiệm và tạo dựng thêm các mối quan hệ có ích cho mình trong tương lai. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi mùi âm lịch về phương diện tình duyên. Rất tiếc cho người tuổi mùi khi con đường tình duyên của bạn lại không được bằng phẳng như sự nghiệp và tài lộc. Nhiều rắc rối xảy ra trong mối quan hệ khiến bạn phải đau đầu tìm cách giải quyết, không thể ngó lơ với người vẫn còn độc thân dường như bạn đang dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp nên không còn thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương thời điểm này bạn muốn phát triển sự nghiệp hơn là dành mối quan tâm cho một ai đó trên thực tế thì dù có yêu đương hay không bạn cũng nên mở rộng các mối quan hệ và chú ý đến các đối tượng tiềm năng bạn có thể trò chuyện và tìm hiểu với một vài người nhất định có thể bạn sẽ tìm thấy điểm đặc biệt ở một ai đó và quyết định tiến xa hơn chuyện tình yêu thường đến vào những lúc bạn không ngờ đến với người đã lập gia đình thì đây là khoảng thời gian mà bạn và nửa kia thường xuyên nảy sinh tranh chấp với nhau vì những quan điểm bất đồng. Cả bạn và người ấy đều muốn đối phương phải nghe theo sự sắp xếp của mình mà lại không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương. Nếu muốn giải quyết những mâu thuẫn hiện tại, hai người cần phải thay đổi cách nghĩ, cách hành xử của mình, đừng gây ra những tổn thương không đáng có cho nửa kia của mình. Tử vi tháng 6 năm 2021 tuổi mùi âm lịch về phương diện sức khỏe tình hình sức khỏe nhìn chung là tốt trong tháng này người tuổi mùi nên tiếp tục giữ gìn lối sống khoa học cân bằng dinh dưỡng có như vậy thì bạn mới có đủ tinh thần và sức lực đối diện với các thử thách và cơ hội trong cuộc sống tiến được những bước cao hơn xa hơn một số người phải làm việc khá vất vả trong khoảng thời gian này để khẳng định bản thân tuy nhiên bạn không nhất thiết phải cặm cụi làm việc đêm ngày khi cơ thể mệt mỏi cần nghỉ ngơi ngay chỉ khi đầu óc minh mẫn bạn mới có thể hoàn thành tốt công việc được giao được Tuy nhiên, dưới tác động của Thái Tuế Hung tinh, bản mệnh cần cẩn thận hơn khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, sử dụng các đồ vật sắc nhọn, tránh để xảy ra những tai nạn bất ngờ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, phải tốn tiền thuốc men chạy chữa. Nếu phải xuất hành đi xa trong khoảng thời gian này, bạn cũng nên chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, tránh lái xe đường dài khi mệt mỏi, xuất hành theo hướng tốt và giờ hoàng đạo. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mùi. 1. Ất Mùi thuộc mệnh Kim, Nam Thái Bạch, nữ Thái Âm khẩu quyết, chăm chỉ làm việc ắt thu hoạch được thành quả xứng đáng. Quý nhân, hợi, mão. Tiểu nhân, tuất thân. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. 2. Đinh mùi, thuộc mệnh thủy, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, việc làm ăn thuận lợi, có những hướng đi mới, bắt đầu thu được lợi nhuận. Quý nhân, ngọ, tỵ Tiểu nhân, thìn, tuất. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. 3 kỳ mùi, thuộc mệnh hỏa, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, quan hệ xã giao tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội triển vọng. Quý nhân, tỵ, hợi. Tiểu nhân, sửu, ngọ. Màu sắc may mắn, xám, cam. 4. Tân mùi, thuộc mệnh thổ, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, tình cảm nhạt nhòa, vợ chồng thường bất đồng quan điểm. Quý nhân, mão, ngọ. Tiểu nhân, tí, thìn màu sắc may mắn cà phê nâu năm quý mùi thuộc mệnh mộc nam la hầu nữ kế đô khẩu quyết trân trọng cơ hội mà mình có được không nên dễ dàng hài lòng với thực tại quý nhân mão tỵ tiểu nhân tuất sửu màu sắc may mắn xanh đen cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại